cô bây giờ nghe đến từ game thủ thì cô nghĩ các bạn ấy sẽ trông như thế nào và sẽ là người như thế nào của cô? Game thủ phải lúc nào cũng con người gọn gàng sạch sẽ, đầu óc mượt mà. Nếu mà bây giờ nghe về cụm từ tuyển thủ Free Fire thì anh nghĩ là các bạn ấy sẽ trông như thế nào anh? Cấp 2, cấp 3. Cấp 2, cấp 3 đấy thì anh thấy các bạn ấy cũng nhiều khi các bạn ấy không để ý vào đầu tóc. Mấy đứa đấy anh thấy nó kiểu tập trung vì game quá hay sao ấy. Nó không để ý, anh xem live stream nhiều khi mặt còn đen xì, chả hiểu cái gì. Nghĩ đến game thủ mình sẽ để bạn trông có cái phong cách nó đầu tóc nó phải bốc lửa ngầu một chút. Cá tính đúng không? Cá tính. Chị ơi, khi mà nghe đến từ game thủ thì chị nghĩ là các bạn ấy sẽ trông như thế nào ạ? Ngầu ngầu cá tính, cá tính. Còn nếu mà nói về phía tiêu cực thì trong các bạn ý sẽ bị kiểu bị đơ đơ và không được kiểu nhanh nhẹn cho lắm. Mặt sẽ bị mụn và da sần sùi vì ngồi máy tính nhiều. Xin chào tất cả các bạn, mình là Minh Anh, người sẽ đồng hành cùng với game thủ cũng như là bình luận viên của chúng ta trong ngày hôm nay để giúp các bạn ấy thay đổi đầu tóc, trang phục cũng như là có một diện mạo hoàn toàn mới. Và bên cạnh Minh Anh lúc này chính là tuyển thủ NTN và nhà tiên tri vũ trụ Quang Bẹp. Rồi bây giờ mọi người gửi lời chào đến với tất cả các bạn khán giả nhé. Xin chào tất cả mọi người, mình là NTN đến từ team HQ Esports. Rồi còn anh tiên tri nào? Xin chào tất cả mọi người, mình là Nguyễn Đăng Quang, mình đến từ trái tim của Minh Anh. Tưởng gì chứ cái đấy em cũng biết lâu rồi. Rồi bây giờ thì mọi người đã sẵn sàng chưa nào? Sẵn sàng chưa? Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu rồi nha. Vòng 3 của anh. Không biết rằng là cuộc sống bình thường của một game thủ thì có khác gì với các bạn bình thường không? Một ngày thì em thường làm gì? Một ngày của em thì thường là chủ yếu là ở nhà. Ăn ngủ và luyện tập. Luyện tập đúng không? Yeah. Luyện tập mà có gắt không? Đợt này thì chị nghĩ là sắp đến đấu trường sinh tồn mùa đông rồi đúng không? Chắc là các em cũng phải tập luyện dày đặc đúng không nhỉ? Dạ đúng rồi. Do thời gian luyện tập mùa này khá là ngắn nên là tụi em bây giờ phải luyện tập khá là nhiều trong vòng một ngày. Thế thì có lẽ là đấy cũng chính là lý do vì sao mà các bạn ấy có ít thời gian để mà lựa chọn trang phục cho mình. Bình thường anh hay mặc áo đen à? Tủ đồ của anh ngoài màu đen ra thì hiện tại chưa có màu gì khác cả. Các bạn có thể nhìn thấy đấy. Đây. Áo đen, quần đen. Một cây đen, tín đồ của màu đen. Tất đen. Em chọn cho anh đúng không? Không, cái này em chọn cho em. Em phải chọn cho anh chứ. Cái này hợp với em hơn. Em cũng biết câu kính lão đang to hơn nói của anh. Nhưng mà cái này anh to quá, anh mang không đẹp đâu. Thì em mang không được. Thì vòng 3 của anh này sao mà mang được đâu. Này em cứ để em mang nhưng nó mới đẹp. Chúng ta đang nhìn năng động không? Thực ra anh nghĩ là không biết là em đã lựa chọn được bộ trang phục nào chưa? Bởi vì ngay bây giờ thì chị có một trò chơi muốn dành cho em cũng như là anh Quang Bẹp. Anh Quang Bẹp ơi, nhanh lên ra đây. Em đang có một trò chơi muốn dành cho anh cũng như là NTN đấy ạ. Ngay bây giờ thì em sẽ dành một khoảng thời gian, đó chính là 10 phút. Trong khoảng thời gian 10 phút này thì anh cũng như là NTN hãy lựa chọn một bộ trang phục mà bọn anh cảm thấy yêu thích và phù hợp với mình. Và sau khoảng thời gian là 10 phút thì em sẽ chấm điểm xem ai có bộ trang phục đẹp hơn nhá. Được không? Đồng ý không? 2 phút rồi à? Anh 2 phút. Em còn cần bao nhiêu phút? Em chắc cũng chỉ cần 2 phút. 2 phút, được rồi, 2 phút nhá. Vậy thì trong 2 phút, mọi người hãy chọn ra bộ quần áo mà mình yêu thích. Rồi, 1, 2, 3, bắt đầu. Quang và Nam ơi, bây giờ chúng ta chỉ có 1 phút nữa thôi, vì thế mọi người hãy nhanh tay và nhanh chân lên nhá. A few moments later. Mình khá là bất ngờ với sự thay đổi của NTN, rất là trẻ trung và năng động. Còn với anh Quang Bẹp thì mình thấy có vẻ như là vẫn thế mọi người ạ. Vẫn không có gì khác. Nếu mà anh không nói là anh thay đổi thì em cũng không biết đâu. Trông nó cũng vẫn thế anh ạ. Vẫn là quần bò, vẫn là áo phông đen.
nên nó cũng không có gì thay đổi nhiều cả. Còn với NTN, chị thấy em rất là trẻ trung, năng động. Phong cách này cũng khá là hợp với em đấy, nên là em nghĩ là phần chiến thắng này thì sẽ thuộc về NTN rồi. Tạm biệt anh, chúc mừng anh. Rồi và bây giờ thì em nghĩ là mọi người nên lựa chọn một cái bộ trang phục mà phù hợp với mọi người hơn. Mặc dù là NTN, chị nghĩ là cái bộ này khá là hợp với em rồi, nhưng chị có một cái gợi ý cho em mà chị nghĩ rằng là cái gợi ý đấy sẽ đẹp hơn và phù hợp với em hơn rất là nhiều, cả anh Quang bẹp nữa. Bây giờ thì mình hãy thử đi anh, thử thay đổi hẳn một cái phong cách khác đi, không mặc quần jean như thế này nữa, mà không mặc một cái áo đen như thế này nữa, được không? Đến đây là phải tin tưởng em rồi chứ còn gì nữa. Ok ok, vậy thì bây giờ mình sẽ cùng lựa một bộ đồ cho NTN và anh Quang bẹp nhá. Quang ơi, em nghĩ là anh nên giữ nguyên cái phong cách này đi, bởi vì phong cách này mới thực sự là anh, mới thực sự hợp với anh. FIFA squad up. Ê, sao phải ngại, nếu thích thì làm ván. FIFA squad up. Ê, nguyên quân đoàn từ đêm đến rạng sáng. FIFA squad up. Ê, trên đấu trường không an phận nghỉ ngơi. Thích thì chơi, còn không thích thì chơi. Thích thì chơi, còn không thích thì chơi. FIFA squad up. Ê, sao phải ngại, nếu thích thì làm ván. FIFA squad up. Ê, nguyên quân đoàn từ đêm đến rạng sáng. FIFA squad up. Ê, trên đấu trường không an phận nghỉ ngơi. Thích thì chơi, còn không thích thì chơi. Thích thì chơi, còn không thích thì chơi. Như mọi người đã thấy đây thì ngay lúc này chúng mình đang có mặt trước cửa hàng tóc. Đây cũng sẽ là nơi mà để chúng mình thực hiện bước cuối cùng trong công cuộc thay đổi diện mạo của anh Quang Bẹp cũng như là NTN. Thì không biết là đối với anh Quang Bẹp thì anh mong muốn có một kiểu tóc như thế nào ạ? Với mình thì có lẽ là mình thấy kiểu tóc này là kiểu rất hợp với mình. Thì không biết là vào trong đấy thì là bên phía thợ cắt tóc có tư vấn kiểu gì và mình sẽ thấy hợp lý hay không? Thì lúc đấy mình sẽ quyết định sau. Thì lúc đấy có lẽ mình vẫn để kiểu tóc này. Không, nhưng mà em nghĩ là ngày hôm nay không có quyết định đâu. What? What the f? Ngày mai mình đã bị thay một bộ quần áo rồi. Không biết là đầu tóc mình có bị thay đổi nốt hay không thôi. Chắc chắn là có rồi. Anh yên tâm, anh chuẩn bị tinh thần đi là vừa. Ok. Còn đối với NTN thì sao? Bạn mong muốn có một kiểu tóc như thế nào? Em mong muốn có một kiểu tóc nhìn nó tươi trẻ hơn, nhìn nó cool ngầu hơn. Khỏe mạnh hơn, cool ngầu hơn đúng không? Được rồi, vậy thì bây giờ chúng ta hãy cùng tiến vào trong để nghe tư vấn xem là kiểu tóc nào phù hợp với anh Quang Bẹp và NTN nhá. Anh ơi, ngày hôm nay em có hai bạn nam muốn cần anh tư vấn để thay đổi kiểu tóc cho mình. Các bạn ấy thì đang muốn có một kiểu tóc năng động hơn, trẻ trung hơn, thì anh có tư vấn gì cho bạn nam này không ạ? Đối với bạn nam này thì một điểm có một mái tóc trẻ trung và khỏe hơn thì hai phần bên mai mình sẽ cạo sát, sau đó trên mình sẽ tỉa ngắn đi một chút để mỗi lần mình vuốt sáp mái tóc sẽ mềm mại và đẹp hơn. Thế còn bạn này thì sao ạ? Bạn này thì ca hơi khó một chút anh ạ, vì bạn này muốn thay đổi diện mạo nhưng mà lại không muốn cắt cái mái tóc ngắn, mái tóc dài của mình đi, mà vẫn muốn là phải giữ nguyên mái tóc này của bạn ấy. Thì anh có gợi ý gì không ạ? Mình vẫn sẽ cắt hai bên mai này cao lên một chút, tỉa ngắn đi một chút và thêm một chút sáp thì mái tóc sẽ khác biệt đi. Thế anh vẫn nhất quyết là để cái mái tóc dài này đấy à? Đúng rồi em ạ. Thực sự luôn, không cắt luôn. Anh ấy đã xử lý thêm phần tóc rồi mà, là nhìn nó đã khác cắt rồi. Cắt một tí đi thôi đúng không? Anh hay là cạo hẳn này đi. Chúng ta vào phần cắt thôi nha. Rồi, ok, vào phần cắt nhá. Chơi còn không thích thì chơi, thích thì chơi còn không thích thì chơi. FIFA squad up.
Fighter Squad up. Ay, nguyên quân đoàn từ đêm đến rạng sáng Free Fighter Squad up. Ay, trên đấu trường không ai phải nghỉ ngơi. Thích thì chơi còn không thích thì chơi. Thích thì chơi còn không thích thì chơi. Đây là nơi thiện xạ được sẵn sàng click bang. Ngắm cho kỹ giống như là Red Dot. Đây không phải là fan nữ Big Bang. Còn đối với các bạn thì sao? Các bạn thấy màn lột xác của ai ấn tượng nhất? Hãy để lại phía dưới phần bình luận và đừng quên subscribe kênh YouTube cũng như là fanpage của Huyền Toại Sinh Tồn Free Fire để đón xem những số tiếp theo của series Một Vòng Đấu Trường Sinh Tồn. Nhớ nha, đừng quên subscribe cũng như là để lại comment phía dưới phần bình luận nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt. Đấu Trường Sinh Tồn Mùa Đông 2020, tuần thi đấu thứ nhất diễn ra vào lúc 18 giờ ngày 12 và 13 tháng 9. Trực tiếp trên YouTube Huyền Thoại Sinh Tồn, Free Fire Esports.